Hi mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và đến với clip này tôi sẽ làm sâu cho anh em xem một số hàng Free Fire Shape M và Liên Quân khá là ngon. Hạt giá từ vài chục ca cũng có luôn nhé. Anh em chịu khó xem hết clip. Đến với hàng đầu tiên này thì level khá là ngon rồi. Level 60 nha anh em, cũng mua khá nhiều PVP. Giá có vài chục ca thôi thì ngon cho anh em. Nói chung là bữa nay hơi bận nên giá ít clip, nhưng mà anh em thì mà cái clip nó phải thôi nha. Có rất là nhiều hàng trên kênh mà chưa kịp ra clip thôi. Rồi đến với hàng đầu tiên luôn. Đây, hàng vài chục ca đây. Đồ khá là ngon luôn này. À, đạo sĩ vàng khá là ngon, PVC mũ khá là nhiều. Cái bộ này này, những chuyện tây này cũng PVC khá là cổ luôn anh em ạ. Đấy. Rồi, nói chung là đồ khá là ngon, cái giá phải chục ca thôi, đồ khá là ngon rồi. Gravity xanh, rồi bộ lãng khác, nói chung là đồ ok nha anh em. Rồi đang hộ thằng của em thôi chứ còn cái hạt này tôi cũng không ý cả. Rồi rất là ngon luôn. Rồi PVC thì mùa 8 này, mùa khá là hiếm, chung là bình thường thì nó cũng giá hơn 100k, này lại cho anh em với giá dưới 100. Bữa nay ra ít clip thì làm một số clip đã thì sẽ ngon. Rồi đến với phần nhân vật nha anh em. Đấy, đồ nữ khá là ok. Rồi, đến với skin vũ khí nữa cho anh em xem luôn. Không phải có skin vũ khí chứ. Này, của bộ là một đứt tông AK, một cô thích tệ. Đồ thì không có nhiều, sẽ ra đặc nghiệm. Của Gro, đầu Gro A này khá là ngon này. Một bắn này, khá mát. Queen D, 45 skin gì em ở bên 5, BSS, B90. Học văn thì khá là ngon này. Và có 1887 thế dính làm nhanh em. Nói chung là để thì kiếm súng nó chỉ có vậy thôi. Đến tiền khá ok. Và tiếp tục đến với ạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với ạc số 2 nhanh em. Ảc giá tầm trung và nói chung là đầy đủ đồ. Chơi bích vàng rồi bích vàng rồi các thứ. Trực AK level 6 nhé. Đồ đạc rất là nhiều quỷ. Để vào sâu cho anh em xem thôi. Nói chung là giá tầm trung và không phải nhiều tiền nhanh em. Đồng trai ngủ ngáo, đồ cực kỳ nhiều, ạc lấy vật cao nhưng đập từ rơi rất lâu rồi, rồi gần 70 rồi anh em ạ. À, vàng, cơ đỏ, trung trường, đài đỏ, các trai hư này, rồi thần tượng giới trẻ đây. Đấy, chung là đồ thì ổn đấy, rất nhiều đồ luôn, năng cách tím, ba bụng bê. Cổ nữa cho anh em ạ. Đó, cũng có đạo sĩ vàng này, Gravity xanh, bộ phá trẻ Nhật Nam, rồi cái cánh hạt long, rồi hồng hồng đây. Đó, đồ đây anh em, nói chung là đồ rất nhiều đồ để anh em phối. Tại vì ạc lập thử thế đến đâu mà. Là mua ạc như này để đủ chơi được, phải cần phải đầu tư ạc quá nhiều tiền. Đặc biệt là liên kết ạc kiểu một liên kết, còn đâu trắng trên liên kết gì cả, khá là ok cho anh em rồi. Đó, cả huyết nguyệt này. Rồi cái bộ này nó và lại thủy kiếm đại xoa học quậy nữa nhé, đầy đủ luôn, gấu lắm. Rồi 43 bộ phụ lắm, vòng vòng lại thân đặt rồi trong tay rồi lắm, cái hành động cực kỳ nhiều nha anh em, đấy, tầm cờ các thứ đó.
đấy, và còn tắm đá chế tác và mấy cái bản vẽ này nữa là anh em nó quay lại vòng này anh em có thể đổi một vài khẩu nữa. Rồi tiếp tục thì sẽ vào sâu phần nhân vật cho anh em luôn. Đây. Rồi nhân vật sâu phần thủ đồ nữ đây. Rất ok. Rồi tiếp tục đến phần quan trọng nhất anh em. Nói chung là phần chung thôi nhưng mà skin chúng khá là ok. M4 thì có rất nhiều M4 tốc bắn. Đấy là 2 khẩu, 2 khẩu tốc bắn. Nói chung là M4 khá ok. 8 skin, AK thì là AK dùng xanh level 6 rồi. 3 khẩu tốc bắn anh em nhé. Còn lại là khẩu AK dùng lửa tốc bắn. Khẩu dùng xanh này thì cũng quay được thêm một ít rồi, 4 khẩu tốc bắn luôn. Đó là lên level 7 nhưng cứ để level 6 thôi rồi. M14 quái thú tốc bắn này. Rất nhiều skin súng cho anh em lựa chọn và thay đổi. Rồi, chúng ta thần tình yêu 2 tốc bắn. Rồi, 8 hợp đen level 4 rồi. Đấy, quái thú rất là ngon đó. Đấy, nói chung là AP skin gì cũng rất nhiều luôn. Gloria này, Pham Mark 18 quái thú 2 tốc bắn. Đôi thần thì mới level 1. Để trải nghiệm thôi. AL94 Pham Mark SKS Chim Ốc Tiền AC80. Còn này vòng quay thị trường của anh nó khá nhiều tiền. Nói chung là này thì khá là rất là ok đấy anh em ạ. Cũng nhiều đồ nhiều. M249 và 60 Cung đi quái thú 2 tốc bắn này. Nguyên rũa này khẩu này cũng cũng rất sức mạnh khá là ok. Và V5 thanh lịch cũng tốc bắn này. Rất nhiều M5 anh em ạ. S đôi mắt trực thần 2 tốc bắn. Tích vàng khẩu bích vàng này khá quay khá là đắt, ngang ngửa với một khẩu 7 nhưng mà ok. Bản giá level 4 chuẩn nam các thứ tại còn có cả giá sinh á, để cái súng rất nhiều anh em có thay đổi. Công sơn này, vết to băng hỏa này, 1014 chết chóc cũng được một tốc bắn. Đối bắt chủ thần cũng tốc bắn. Bắc 1887 tương lai các súng ngắm thì bỏ lại vòng quay thị trường. M82B kim 5 không biết về đâu. Cận chiến ok nhưng em nhé. Đấy, rất nhiều cận chiến ngon. Nắm đấm thì có tử quyền và quả quyền thôi. Lựu đạn bông keo rất nhiều luôn. Rồi có cả bông keo Halloween giúp neo tường nhé. Rồi tiếp tục đến với một ACM. Rồi tiếp tục đến với một ACM nhưng em nhé. AP3 thôi. Nói chung là full 3 vòng và có các skin của bạt Z các thứ luôn rồi anh em ạ. Giá thì rất ok cho anh em. WeChat ấy, anh em tập lâu rồi anh em có thể không phải lo bị khóa. Thì tôi sẽ xô qua. Ba vòng AK rồi các thứ, Z các kiểu, pin gọc Z các thứ gắn đầy đủ nha anh em. Đây, skin budget rất là đẹp. Nói chung là tại vì cái đang vô game nó đang lỗi nên tôi đang quay một ngày tí nữa. Anh em nào inbox thì tôi sẽ gửi clip riêng tiếp cho anh em xem những con hạt đẹp rồi. Còn giá tầm trung luôn, chỉ dưới triệu tí thôi mà rất là ngon luôn. Đấy, thì tôi sẽ kéo qua thôi cho anh em xem nhé. Sẽ tiếp cận chiến các thứ nhân vật đầy đủ thì anh em inbox thì tôi sẽ gửi clip riêng cho anh em xem. Thì quay trên này thời gian là có hạn đấy. Rồi tôi sẽ đến với hạt tinh quân luôn. Rồi, nói chung là còn rất nhiều những quân ngon, tôi sẽ sâu một giá rẻ vài trăm mà nói chung là vừa đủ cho anh em chơi. Garena 780 tướng và 109 trang phục này. Na thuộc bãi biển này, Giáp Thái Ngũ Không, Ngũ Bố này. Nói chung là đồ rất là ok. Burat. Đấy, thì tôi sẽ kéo qua, tại vì thời gian nào clip không có. Anh em nào mua inbox tôi sẽ gửi clip riêng cho anh em xem. Đấy, tôi đang kéo qua nha anh em. Ngọc thì cũng ok, nói chung là được. Quảng ngọc tương đối là đẹp. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Anh em nào mua tín bông Galo tôi nhé. Số điện thoại để ở đầu in trực tiếp. Rồi anh em cần tìm game gì thì có thể gọi điện trực tiếp cho tôi. Cảm ơn anh em.